Trâu Húc Sư Tử. Mẹ ơi, con mệt quá, khát quá, con không đi nổi nữa rồi. Mẹ biết mà, nhưng chúng ta cần theo kịp đàn để sớm tìm ra hồ nước và đồng cỏ. Cố lên con. Mọi người hãy cố gắng lên, chúng ta cần phải đi tìm vùng cỏ mới. Càng trì hoãn, chúng ta sẽ càng có nguy cơ chết đói, chết khát. Chị Sừng Ngắn, chị có sao không? Nào, đứng dậy nào, cố lên. Tôi bị trẹo chân rồi, không thể đứng lên được nữa. Thủ lĩnh ơi, chị Sừng Ngắn bị trẹo chân rồi. Mọi người hãy qua bóng râm bên kia nghỉ chân một chút. Nghĩ làm gì? Chúng ta cần phải tiếp tục đi tìm hồ nước và vùng cỏ ngay đi chứ. Chị Sừng Ngắn bị trẹo chân, không thể đi được nữa. Cậu không thấy à? Chờ chị ta khỏi đau thì biết đến bao giờ. Cả đàn sẽ chết dần mất. Tôi không muốn nghỉ đâu, tôi muốn đi tìm hồ nước ngay. Ở đây có rất nhiều trẻ em và người già, họ đều đã quá mệt, cần phải nghỉ chân mới có thể đi tiếp. Nếu vậy mọi người cứ ở lại nghỉ, tôi sẽ đi một mình tìm hồ nước trước. Không được đâu cậu Sừng Nhọn, cậu đi một mình sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta cần phải đi cùng đàn mới an toàn được. Tôi khỏe mạnh, uy dũng thế này, tôi chẳng sợ gì cả. Chẳng có mối nguy hiểm nào ngăn cản được tôi. Mọi người nói đúng đấy, cậu đừng có ngoan cố nữa. Nếu cậu muốn sống, hãy ở lại nghỉ chân rồi đi cùng đàn. Không, tôi thừa sức chống lại bọn chúng. Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy. Sao đi mãi vẫn chưa thấy hồ nước? Mình nhớ là đi theo hướng đông sẽ tới mà. Ôi, không sống rồi. Sao lại có bầy sư tử đông thế này? Ôi, cứu tôi với. Cứu, cứu tôi. Cứu, cứu tôi. Sừng Nhọn, cậu có sao không? Chúng tôi biết ngay cậu sẽ gặp nguy hiểm mà. Cho nên nghỉ được một lúc, tất cả mọi người đã cố hết sức tiếp tục đi để theo kịp cậu. May mà đến kịp giải cứu cho cậu. Xin lỗi mọi người, tôi thật quá nông nổi vì đã không nghe lời mọi người. Tự cho mình là kẻ mạnh. Cảm ơn tất cả mọi người đã cứu tôi, không bỏ rơi tôi. Thôi, hãy bám sát nhau. Tất cả tiếp tục lên đường. Món quà ý nghĩa. Cô Minh ơi, làm ơn cho tôi mượn lọ hoa nhà cô với. Cô Minh có nhà không? Cho bà nhờ chút. Bác Minh ơi, bác Minh. Cả cái phố này xem ra đều coi nhà mình là cái nhà tình nghĩa đây. Hết mượn mọc rồi lại nhờ vả vay mượn. Quá lắm rồi. Mình đâu phải một cái thùng không đáy để mọi người lợi dụng kia chứ. Mà còn cái bà An sống đơn thân, nhận nuôi trẻ mồ côi đầu phố nữa. Bà ta cứ làm như mình là tỷ phú không bằng. Tốn bao nhiêu tiền bạc vào đấy rồi. Cô Minh đó à, tôi là An đây. Chào bà, có chuyện gì vậy? Là thế này cô Minh à, ở chỗ tôi có một cháu bé rất nghèo. Nó luôn ước ao có được một món đồ chơi. Mà tôi thì giá mà cô Minh có thể giúp cháu. Trời ơi, bà, tôi có phải là tỷ phú đâu kia chứ. Sao lúc nào bà cũng bực mình quá. Đẹp quá. Mình chẳng quen biết gì cái cô bé bà ta nói cả, nhưng dù sao thì hộp búp bê này quá rẻ. Biết ngay mà, bà ấy chẳng hề nói gì về hộp búp bê của mình đưa cho nữa. Chẳng biết cô bé nào ao ước một món đồ chơi như bà ấy nói cả. Hoặc nếu có thật thì chắc chắn bà ấy đã nói rằng bà ấy tự mua hộp búp bê ấy cho nó. Mình thật là vừa mất tiền vừa uổng công vô ích. Ôi, con chó bông, nó đẹp quá. Cháu chào cô ạ, con chó đẹp quá. Cháu sống ở đây lâu chưa? Dạ, cháu sống ở đây được mấy năm rồi ạ. Thích lắm cô ạ. Có thể con bé biết về những đứa trẻ cùng lứa sống ở căn nhà này, cả những điều về bà An nữa. Này cháu, bà lão kia tên là An phải không? Ồ, đúng rồi ạ, bà của cháu tên là An. Bà của cháu ư? Bà không chỉ là bà của riêng mình cháu đâu cô. Bà còn là bà của chị Tí, anh Tèo, chị Na và em Nấm nữa. Con bé này nhanh nhẹn và thật thà đây. Cháu có biết cách đây vài tháng bà An đã tặng một hộp búp bê cho ai không? Sao cô biết ạ? Hộp có hai con búp bê phải không ạ? Mary là con búp bê tóc vàng và Anna là con búp bê tóc đen. Cháu đã đặt tên cho chúng đấy. Cháu đang cho chúng ngủ trong nhà cô ạ. Ồ, cháu có vẻ rất yêu chúng nhỉ? Tất nhiên rồi ạ. Đó là món quà đẹp nhất trên đời mà cháu được nhận. Vậy ai đã cho cháu hộp búp bê ấy? Dạ, bà An ạ. Biết ngay là bà ấy sẽ bảo là chính bà ấy cho nó và làm ra vẻ là một người bà hào phóng tốt bụng. Thật là của người phúc ta. Cô ơi, cô làm sao thế? Thôi, cháu phải vào quạt cho búp bê ngủ đây. Cháu rất thích chúng, bởi bà cháu bảo đó là món quà từ một thiên thần. Bà cháu nói vị thiên thần ấy có trái tim vô cùng đẹp đẽ và nhân từ. Mai này lớn lên, cháu ước được trở thành một thiên thần như vậy cô ạ. Trời ơi, tại sao mình lại ích kỷ, nhỏ nhen thế chứ? Bà An ơi, tôi thành thật xin lỗi bà mới chính là một thiên thần. Đằng sau vẻ ngoài. Chả mấy khi có tiệc tùng lớn như mừng thọ ở nhà phú ông, ăn mặc sang trọng, cao quý thế này, ắt hẳn sẽ khiến mọi người kính nể. Ồ, chào anh Sáu, đi đâu đấy? Dạ, chào bác Tư, em đi dự lễ thượng thọ nhà phú ông. Thế à, vậy chúng ta cùng đi cho vui. Hừ, đi mừng thượng thọ nhà phú ông mà ăn mặc thế kia à? Xấu cả bữa tiệc. Hừ, quần áo thế này mà cũng đến dự tiệc nhà phú ông cơ đấy. Cảm ơn quý vị đã đến mừng thọ cha tôi. Xin mời vào trong. Chào ông Phú. Cha, khách quý, xin mời vào trong. Nô đâu, mau dẫn ông đây lên ngồi mâm trên. Nhớ xếp cạnh các vị trưởng lão đó. Dạ. Có thế chứ, ta sang trọng, cao quý thế cơ mà. Chào phú ông. Ồ, chào cậu Sáu. Nô, dẫn anh Sáu đây vào sảnh ở ngoài sân nhé. Biết ngay mà, nó chỉ hợp ngồi với cái bọn dưới sảnh ở chiếu dưới thôi. Ôi trời, thịt gì đây nhỉ? Trông lạ quá các cụ nhỉ. Ngon tuyệt. Thưa các vị khách quý và bà con, hôm nay thượng thọ cụ nhà tôi vô cùng cảm ơn mọi người đã đến chúc mừng. Thay mặt cha, tôi xin được kính mọi người một chén. Xin mời mọi người cùng nâng ly. Nói phải, uống thôi, tôi chờ suốt nãy giờ. Rất cảm ơn quý vị. Cha này là ai thế nhỉ? Tôi cũng chả biết, ăn mặc thì rõ là lịch sự. Nhân lễ mừng thọ cụ nhà, con cháu mang phép dâng lên cụ chút lòng thành, mong cụ khỏe mạnh, thọ cùng trời đất. Tôi có quà cụ. Mừng thọ cụ. Xin đa tạ tất cả lòng thành của quý vị bà con dành cho cha tôi. Chết thật, mình chẳng có lễ gì đáng giá, biết làm sao đây. Mấy tên kia chỉ biết phát miệng đi ăn. Hờ, ngồi sạp dưới có khác. Thưa ông, hôm nay được đến dự thượng thọ của cụ nhà là một vinh dự cho chúng con. Thay mặt bà con trong xóm, con xin được kính cụ mấy vần thơ, chúc cụ bách niên giai lão. Ồ, thơ à, được đấy, đọc đi. Vâng, con xin phép được bắt đầu. Cửu thập chu niên kính chúc ông, tinh thần sáng suốt, chí như đồng, niên cao đức trọng, tâm thuần khiết, tuổi thọ tình thâm, trí tuệ thông. Hay, hay lắm. Bài thơ thật tuyệt vời. Thầy mặt cha, tôi xin kính cậu một chén. Dạ, con không dám. Con xin kính lại ông và cụ cho phải phép. Hừ, đang ăn, đi đâu hết cả. Càng tốt. Hả? Tưởng cái thằng kia nó về lâu rồi chứ. Con xin phép cáo cụ ạ. Này, anh kia, tôi tưởng anh về lâu rồi, sao bây giờ vẫn còn ở đây? À, tại phú ông lúc tiễn tôi cứ hỏi thăm và giới thiệu với nhiều người quá, thành ra không về ngay được. Vậy ư? Sao lúc ta về không ai tiễn nhỉ? Ồ, thế ạ? Thì ra quần áo có thể che mắt người ta, nhưng trí tuệ thì chẳng ai nhầm lẫn cả ông ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!